Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về outfit, một video mà mọi người yêu cầu mình làm rất nhiều vì hai cái video về outfit gần đây nhất của mình thì được rất là nhiều view và được mọi người quan tâm rất là nhiều nên là mình đã quyết định sẽ cố gắng làm thêm nhiều video về outfit hơn nữa. Video này thì có một cái rất là đặc biệt, đó chính là mình không đến tận nơi để chọn những món đồ và mình sẽ mua online qua Shopee Trung Quốc. Mình rất là bất ngờ khi mà lướt Shopee và nhìn thấy Shopee Trung Quốc nó bán đồ quần áo ấy, nó ghi là quốc tế ấy. Mọi người lướt Shopee mọi người có thể tìm thấy thì cái shop mình mua là ở đây, mình mua hai shop, mình mua cái shop bên này nhiều hơn thì tổng cái haul này thì mình mua hết 3 đơn, mỗi đơn hết kiểu gần 1 triệu ấy thì nó rơi vào khoảng tầm gần 3 triệu, mình mua được 18 món đồ tính ra nhá, mỗi món đồ còn đến chưa đến 100 này, hoặc là hơn 100, hoặc là hơn 200 một xíu thôi, rất rất là rẻ và những món đồ cũng rất là xinh và mình thấy thì là cái haul này thì sẽ được mọi người rất là thích đấy, nên là mọi người hãy xem tiếp video nha. Đây thì mình có một cái chiếc crop top bánh bèo như thế này, tay bồng bồng này, ở giữa có thắt cái này lên để kiểu thành nơ, nó hơi nhún nhún một chút ý. Ở dưới này nó cũng có cái tua tua ra, không biết gọi là gì. Thì bạn này mình mua với giá là 135.000, cực kỳ rẻ luôn mọi người ạ. Tại vì là áo này ví dụ mình mua ở ngoài shop á thì nó sẽ khoảng rơi vào khoảng tầm 200.000 cho đến 300.000 thì mua ở trên Shopee rất là rẻ, chỉ có 150.000 cho một chiếc áo này. Ở bạn này thì mình thấy chất vải cũng ok, đường may thì nói chung là nó cũng đi đôi với số tiền, nó cũng không quá là cao siêu nhưng mà nó cũng rất là ok rồi. Nhưng mà được cái thì bạn này mình thấy là cái form của nó phần giữa này này, nó cái phần ngực này nó hơi bị to ấy, mình muốn nó kiểu như nào nhỉ, cái phần này nó kiểu bó hơn một chút ở phần này, tại vì khi mà mình mặc lên mọi người có thể thấy là nó sẽ kiểu bị rộng rộng ở cái phần dưới gần eo này thì nhìn cái phần ngực của mình nó không được đẹp ý. Đấy thì chỉ có cái form đấy thì mình thấy nó không ok thôi, còn tổng thể về phần tay tiếp các thứ thì mình thấy chiếc áo này rất là ok và bạn nào thấy thích thì cũng có thể đầu tư vào chiếc áo này, nó rất là rẻ. Có một chiếc áo thun nó kiểu cũng thắt cái nhún nhún ở đây này, bạn này thì có giá là 75.000, rất rất là rẻ. Chất vải thì thấy nó kiểu bình thường ấy, nó không tệ đâu, không hề tệ luôn nha, nhưng mà nó cũng không quá là, phải gọi là quá là xịn sò. Đường may mũi chỉ nó cũng bình thường này, nhưng mà mình thấy mình mặc áo này hơi béo nên là với cả cái màu này luôn nó cũng khá là chói, nó không được như cái màu cam mà mình tưởng tượng lắm. Nói chung là nhìn ok nhưng mà mình thấy mình mặc hơi béo, còn với các bạn nào mà gầy ấy, thì mình sẽ mặc là xinh hơn mình. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo sơ mi rất là xinh mọi người ơi. Bạn này mình mua là 150.000, 150.000 đấy, 152. Thì ôi, cái chất vải áo này thì mình thấy là nó hay, nó không bị quá mỏng, nó cũng không quá dày, mặc vào thì nó không bị cứng này. Đường kim mũi chỉ thì cũng rất là đẹp, không có thấy quá nhiều cái kiểu bị lỗi ở trên chiếc áo này. Đây, nhìn mặc rất là xinh luôn. Bạn này thì mình vừa có thể mặc kiểu đóng thùng này, vừa có thể mặc suông xuống, ok. Mình cũng đã có một chiếc ảnh mặc với chiếc áo này rồi, màu cũng rất là đẹp luôn nhá, màu kiểu xanh gì mình cũng không biết gọi tên. Nói chung là mình rất là khuyên mọi người nên mua chiếc áo sơ mi này. Và đây là một chiếc áo blazer, nếu mà bạn nào xem hình của mình rồi thì cũng thấy mình đã mặc chiếc áo này trước khi làm cái haul này rồi. Rất là sorry mọi người nhưng mà mình quá háo hức để mặc nó. Thì bạn này là chiếc blazer màu tím. Mình thấy cái dáng này rất là hot trong năm nay luôn ý. Và mình đã chọn mua màu tím. Bạn này thì mình mua với giá là 119.000, siêu rẻ luôn ý. Chất áo này thì nó cũng không phải là quá là xịn sò, nhưng mà đây sau một lần giặt rồi này mọi người thấy nó vẫn rất là ok, hơi mỏng một xíu mùa hè nên là mặc mỏng cho nó mát. Nhưng mà bạn này thì được cái mình thấy đường kim mũi chỉ nó hơi bị kiểu lỗi lỗi ấy, nó hay bị sứt chỉ ra này. Đấy, nó không được hoàn hảo lắm. Nhưng mà với cái mức giá chỉ 119.000 thì bạn này quá là ok luôn, mình cũng không mặc quá nhiều. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo sơ mi màu xanh. Nó cũng là tay cộc nhưng mà nó kiểu ấy, cái tay này lên này khác với cái sneaky một chút và nó cũng ngắn hơn nữa. Bạn này thì mình thích cái dáng mặc kiểu đóng thùng lại hơn, tại vì nhìn kiểu nó không được, kiểu nó vừa không ngắn mà nó lại cũng không dài, mình thấy nó cứ bị kiểu nửa nửa ấy, nên là đóng thùng mà mình thấy đẹp hơn. Chất bạn này thì khá là mỏng, mát, ok. Mỗi tội là hơi nhăn một chút mình chưa là được, còn được kim mũi chỉ thì mình thấy cũng không bị thừa như kiểu cái chiếc blazer kia mua cùng một shop á. Bạn này thì có giá là ôi mình lỡ dây son rồi
Sorry. Bạn này thì có giá là 140.000. Rất là rẻ thôi ấy. Mình thấy chiếc áo nào cũng rẻ. Tại vì bình thường áo sơ mi mà mình mua ở ngoài shop hoặc là các local brand ấy thì là nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 250, 400, 300 nghìn gì đấy, 500 nghìn ấy, kiểu khá là đắt ấy. Và mình thấy là những cái đồ mình order thì nó cũng không khác gì những cái shop Taobao, order Taobao cho lắm ấy, mà giá tiền rẻ hơn những cái shop đấy khá là nhiều và cũng không phải đợi lâu nữa. Mình đợi ship của những cái sản phẩm này chỉ mất khoảng tầm hơn một tuần, có khi một tuần là đã đến rồi, nên là rất là nhanh. Còn mình đợi order Taobao mình toàn phải đợi khoảng tầm 2 tuần, hoặc là phải đợi khoảng tầm 1 tháng, nhất là cái đợt dịch ấy còn hơn tháng nữa cơ, rất là lâu cũng mới có thể nhận được đồ. Nên là mình thấy là mua trên Shopee quốc tế thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mọi người, ship cũng rẻ, mua đơn giản mà lại còn ship rất là nhanh nữa. Có một chiếc áo khoác tiếp theo như thế này. Chiếc áo này mình thấy rất là thích và nhìn nó kiểu sang dã man ấy. Chất vải nó thì không phải là kiểu chất vải quá dày nhưng mà cũng ok luôn, kiểu đường may nó không bị thừa nhiều. Và cái màu này nhìn mặc rất là sang, mình có thể mặc đóng cúc nhìn này, hoặc là mặc với chiếc áo bra bên trong xong rồi cởi cúc ra mặc nhìn rất là xinh luôn, style rất là kiểu Hàn Quốc luôn. Để mình xem chiếc giá chiếc áo này là 165.000, rất rất rẻ luôn mọi người ơi, mọi người phải mua này. Nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại không đơn giản một chút nào, tại vì nó rất là xinh. Đấy, nó hơi ngắn ngắn như thế này, mình có thể kết hợp cùng với chân váy này, hoặc là quần kiểu ống rộng một chút xíu. Mình thì mình thích kết hợp với chân váy hơn, tại vì nhìn chân mình nó sẽ dài hơn. Tiếp theo thì sẽ đến một bạn chân váy. Và chiếc chân váy này mọi người biết mình mua với giá bao nhiêu tiền không? Chỉ có 99k thôi mọi người ơi, một chiếc chân váy màu đen như thế này. Chiếc chân váy này thì hiện tại mình chưa có điểm gì để chê nó ấy. Chất bò cũng khá là mềm luôn. 99k một chiếc chân váy này. Đấy, có một cái họa tiết là nó hơi rách ở đây một chút xíu, rất là xinh. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là chiếc váy này mình thấy nó hơi bị dài. Mọi người sẽ nhìn thấy mình mặc là nó dài gần đến đầu gối cơ. Mình thích là nó ngắn hơn một chút ấy, thì nhìn mặc nó sẽ kiểu chân mình nhìn dài hơn, với cả nó không bị công sở. Cái này nó hơi bị dài nên là nhìn nó hơi bị công sở quá. Đấy, thì kiểu đây là điểm trừ duy nhất của chiếc quần này. Còn mình từ nãy giờ thì không thấy điểm trừ nào của chiếc quần này cả. Thì mặc nó cũng rất là dễ chịu, nó cái form của nó cũng rất rất ok. Ngoài mỗi điểm trừ là nó bị dài. Có một chiếc chân váy kẻ caro màu be tèn tèn tèn. Bạn này thì cũng có một nhược điểm y hệt chiếc váy đen kia, đó chính là dài mọi người ạ. Dài lại còn rộng nữa ấy. Mình thích là nó kiểu cái eo này nó nhỏ một xíu này, xong rồi nó xòe ra và nó ngắn hơn, thì nhìn chân của mình sẽ dài hơn và nhìn nó thon hơn ấy. Bạn này thì mình mua là 114.000. Thì mình thấy là cái chất vải nó hơi mỏng ấy, khá là mỏng luôn cho một cái kiểu chân váy ấy. Nhưng nó cũng không lộ gì đâu, nên mình sờ vào thì mình cảm thấy nó mỏng thôi, còn khá là chắc chắn. Bạn này thì nếu mà mình thấy là nó ngắn hơn này, với cả nó nhỏ hơn một chút thì mình mặc hơi bị rộng ấy, thì mình có thể phối với nhiều đồ hơn và nhìn xinh hơn. Mình không thích cái chiếc chân váy này mình order về lắm, nhưng mà mong là mình cũng sẽ có thể phối nó với một chiếc áo nào đấy đẹp đẹp để có một chiếc ảnh cho mọi người. Theo thì là một bộ rất là xinh, bao gồm yếm và áo như thế này. Nhưng mà rất tiếc là mình không mặc vừa cái yếm này, không hẳn không mặc vừa mà nó bị chật cái phần mỡ lưng của mình ý. Mình có rất là nhiều mỡ lưng luôn, nên là chật duy nhất cái phần đấy nên là mình không thể mặc cho mọi người xem được. Mình sẽ để cái hình mẫu ở đây. Thì mình thấy là nó siêu xinh ý mọi người. Khi nào mà mình mặc vừa cái váy này, mình sẽ có cái ảnh chụp cho mọi người. Nói chung là mình thấy bạn này á, bạn nào mấy bạn gầy gầy nhỏ nhỏ xinh xinh mặc thì xinh lắm. Đấy, cái áo này nó cũng rất là xinh. Trời ơi, mình sẽ cố gắng để của 1 đến 2 tuần nữa thể mặc được cái bộ này để chụp ảnh cho mọi người. Nhìn những cái cúc của nó cũng rất là xinh luôn. Cái chất này thì nó không bị dày quá đâu, mình cũng không thích mặc cái chất quá dày. Kiểu mấy cái chất dày dày như thế mình cảm thấy là mặc lên nó rất là cứng ấy, và nó cứ chạm vào người mình rất là đau. Mình thấy là đây mỏng, mỏng vừa rất là ok la luôn. Màu tím lại còn rất là trendy nữa. Tiếp theo mình có một chiếc áo rất là xinh, mình đã mặc trong video Swatch on Mark. Trời ơi, áo này xinh như công chúa vậy đó. Mặc dù không xinh bằng chiếc ảnh nhưng mà mình thấy vẫn rất là xinh rồi. Mình mua với giá 140.000. Xinh không mọi người? Cái này còn có màu hồng nữa, nhưng mà mình thích mua màu trắng hơn. Nhìn rất là công chúa luôn ý. Ở trên hình thì cái này nó hơi bóng bóng hơn, nhìn nó sang xịn mịn hơn một chút. Nhưng mà với cái giá đấy thì cái chiếc váy thì cái chiếc áo này đã rất rất là xinh rồi. Mấy bạn nào mà kiểu người thanh mảnh mặc cái này còn đỉnh cao hơn nữa. Mình mặc thì nhìn nó hơi sơ thịt một chút, nhưng mà cũng gọi là ok rồi đúng không mọi người? Rất xinh lắm ý. Về chất vải thì mình cũng chưa có điểm gì chê cả ấy. Nhìn rất là... Cái này mọi người phải tay mọi người nhìn kỹ, nó sẽ thấy hơi nhũ nhũ một chút xíu.
Bạn này thì mình cũng chưa là đâu, nhưng mà nó cũng không đến nỗi quá nhanh, với cả kiểu nó cái kiểu đường gấp xếp như này nên là mình cũng nghĩ là mình cũng không cần thiết phải là đâu. Có một món đồ mình nghĩ sẽ rất rất nhiều người thích, và mình cũng cực kỳ thích chiếc váy này khi mà mua được đó, chiếc chân váy này. Mọi người, nó xinh dã man luôn ý. Trời ơi, mình rất là thích cái màu bò này và cái chất vải này, sau khi một lần mình giặt rồi mà nhìn nó vẫn rất là ok la luôn á. Nó không bị quá nhăn nhá, và mình rất là thích những cái họa tiết cúc màu như thế này. Em ơi, mình có một cái chiếc váy gần giống như này mua ở HM, nhưng mà ấy, mình thấy là giặt xong nó còn xấu hơn là cái chiếc váy này. Mà chiếc váy này chỉ có 100 bao nhiêu nhỉ, 142.000, còn cái váy mua HM hình như là 500.000 thì phải á. Mà nhìn form nó đẹp hơn cái váy mua HM cơ. Nên là mình nghĩ là mọi người phải mua chiếc chân váy này mọi người ạ. Có thể mặc được với rất rất là nhiều đồ, kể cả đồ bánh bèo này, hoặc là một cái crop top cá tính một chút xíu. Xinh lắm, xinh lắm. Mọi người nên mua nha. Đây mình có một chiếc váy trắng tinh khôi, tinh khiết luôn. Vô cùng xinh mọi người. Hơi nhăn một chút, sorry mọi người, nhưng mà mình chưa là được. And then có cái dây rút ở đây nè. Phần thân của nó có cái kiểu nhún như này. Nói chung là mình thấy là cái kiểu nhún như này ấy, thì năm nay các shop hay là các local brand làm rất rất là nhiều. Bạn này thì mặc rất là thoải mái, chất vải mình thấy là mát. Đường kim mũi chỉ mình thấy may hơi bị không đẹp một chút thôi, kiểu nó kiểu cảm giác nó yếu yếu ấy, không biết tả như thế nào. Giá của bạn này thì là 186.000, rất là rẻ luôn. Ôi nhưng mà chị mẫu trong này chụp ảnh nhìn mặc đẹp hơn mình bao nhiêu. Nhưng mà cũng kiểu cảm giác là cái chất trong ảnh này nó khác cái chất bên ngoài này. Chất trong ảnh này nhìn nó thô hơn, còn cái chất bên này nó vải mềm mịn hơn. Nhưng mà mặc lên thì cũng rất là xinh. Mình chỉ cần là một chút thôi là nhìn như kiểu là hàng thiết kế luôn rồi ấy. Rất là đẹp mọi người ạ. Nên là bạn nào mà thích style kiểu ấy là một chút xíu này, muốn chọn một cái váy màu trắng thì mình cũng khá là recommend bạn này. Theo vẫn là một chiếc váy nữa nhưng mà lại một màu da trendy, giờ sinh ra màu mình đang mặc màu tím. Chiếc váy này thì chị mẫu mặc quá xinh ý, tại vì là cái eo nó thắt lại ý. Nhưng mà khi mà mình nhận được thì cái váy này nó kiểu chất vải quá mềm. Chất vải thì mình rất là thích chất vải của chiếc váy này luôn ý. Kể cả đường kim mũi chỉ mình thấy cũng ok luôn. Đằng sau nè, đằng trước nè. Đấy, nhưng mà mình mặc nó bị rộng, nó không bó vào eo như là chị mẫu mặc ấy. Nên là mình thấy nó kiểu hơi kiểu bị baby doll ấy. Đấy, mọi người kiểu biết cái dáng baby doll nó sẽ kiểu hơi rộng rộng một chút xíu. Mình muốn cái chiếc váy này nó bó lại nhiều hơn ý. Giá tiền thì là 166.000. Trời ơi, sao rẻ quá vậy. Xinh lắm. Tiếp theo vẫn lại là một chiếc váy. Và đây là một chiếc váy kiểu kẻ caro màu nâu. Rất là xinh. Xinh lắm. Bạn này thì có một cái màu kẻ caro như này, một cái màu đen xì. Để mình xem giá tiền nhá. Bạn này thì có giá là 260 à. Ồ, đây là món đồ đẹp nhất từ nãy đến giờ. 260, quên nãy giờ quên. Hơi nhăn một chút xíu, nhưng mà bạn này mình nghĩ là hơi khó, nhưng mình sẽ cố gắng là sau. Cái phần eo của nó thì nó không được thắt lại, chắc do eo mình to nữa. Với cả váy này thì cũng hơi rộng ấy mọi người ạ. Mọi người có thể mặc kiểu cổ vuông như này, hoặc là mặc kiểu cổ gọi là cổ trễ vai như thế này, rất là xinh. Size mình lấy thì là size gì nhỉ, hình như mình lấy size L hay sao. Có số đo hết ở đấy thì mọi người có thể lựa chọn theo cái số đo và cái cân nặng của mọi người nhé. Và đây sẽ là một chiếc váy mình ưng nhất trong cái haul lần này, đó chính là bạn này. Cái phần cổ vuông của nó quá là xinh luôn ấy mọi người. Cái tay này này, mặc lên mình kiểu hốt hoảng vì xinh, rất rất là xinh luôn. Đấy, phần eo thắt đây bạn. Cái này thì kiểu bạn nào mà kiểu người gầy gầy mặc như mấy chị Trung Quốc thì xinh xỉu luôn á. Mình mặc thì cái phần trên nhìn ok rồi, nhưng mà phần bụng của mình hơi to, phần eo của mình vẫn hơi to. Bụng dưới mình quá nhiều mỡ nên nó hơi bị kiểu phì ra một chút. Nhưng cố gắng giảm cân để mặc chiếc váy này thật là xinh. Xinh lắm mọi người. Mọi người nhất định phải mua chiếc váy này nếu mọi người gầy hơn mình, hoặc là béo hơn mình mua về cũng được. Tại vì là mua về để lấy động lực giảm cân. Tại vì chiếc váy ấy thì xinh lắm mọi người, không nên bỏ lỡ chiếc váy này. Mình thấy chất vải cũng rất là ok, kiểu len hơi kiểu len tăm ấy. Đấy, xinh lắm. Đường kim mũi chỉ cũng ok luôn, ok la lắm luôn. Mình mặc vào kiểu nó hơi kít kít ấy, kiểu nó hơi bó vào người ấy, nhưng mà nó không bị rách chỗ nào nhá. Chưa thấy bị rách chỗ nào luôn. Tiếp theo đây thì mình có một cái sơ mi rất là hay ho. Một chiếc sơ mi trắng với một chất vải mỏng mềm, hơi nhăn một chút tại vì mình chưa là. Nhưng mà điểm đặc biệt của chiếc sơ mi này khiến mình mua nó, đó chính là phần đằng sau nó. Yes,
nó không kiểu, nó có hai cái tà tà chia thành hai mảnh như này này, nhìn rất là hay luôn. Bạn này thì mình sẽ mặc kiểu là mặc kèm với bra bên trong, xong rồi khoác khoác thôi ấy. Nhìn style lả lơi, rất là xinh. Mình mặc lên, mình chưa là nên là nhìn nó hơi kinh một chút. Nhưng mà khi mình là rồi thì mình đoán chiếc váy này, mình đoán chiếc áo này rất là xinh luôn. Mình cũng rất là thích cái chiếc vải này, mặc dù chiếc vải này mình biết là mỗi lần giặt xong thì nó sẽ rất rất là nhăn, mình cần là đi, nhưng mà không sao vì nó rất là đẹp nên là mình ok với nó. Giá tiền thì là 190.000, một mức giá rất rất phải chăng luôn mọi người ạ. Đường kim mũi chỉ ở chiếc áo này thì mình thấy ok là chẳng có vấn đề gì hết cả, mỗi tội nó hơi nhăn. Chúng ta cũng đến sản phẩm gần cuối rồi mọi người ạ, mệt quá, từ nãy giờ nói khản hết cả cổ. Trước đấy mình còn thử đồ và mình còn quay một cái video soát 10 thỏi son nữa, đói dã man rồi. Thì đây mình có một chiếc quần đùi, một chiếc quần đùi đen rất là đơn giản thôi. Xem cái giá tiền của nó, chất vải bạn này thì mình thấy ok, nó không quá dày dặn nhưng mà nó vừa vặn nên mình không thích cái chất vải quá dày, mình thấy là nó bị cứng. Chất vải này thì mềm mại, ok là giá 167.000, rất rất là xinh. Bạn này thì mới đầu mình tính mặc kiểu là đóng thùng lại xong rồi kiểu ở đúng hơi xòe một chút xíu ấy, nhưng mà thực ra thì bạn này mình thấy ở phần đằng trước nó hơi kiểu bị phồng ra nên là mặc đóng thùng không có hợp thân lắm, nên là mình nghĩ là mình sẽ mặc một cái áo phông hay là áo gì đấy nó dài buông xuôi xuống, mặc kèm theo chiếc quần này bên trong thì là khá ok. Đường kim mũi chỉ bạn này thì cũng ok chắc chắn đấy, nên là mình nghĩ là sẽ mặc được nhiều lần. Chiếc quần cuối cùng trong haul ngày hôm nay là một chiếc quần mình siêu siêu thích. Tan 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 chan tan tan. Xinh quá. Đây là kiểu màu đỏ xanh, cái caro xinh lắm. Tan tan. Ở phần chân này nó có một cái cúc này nó khác lạ lạ hơn so với những quần khác. Chất vải của này thì mình thấy nó hơi bị mỏng. Giá tiền thì là bao nhiêu nhỉ? Giá tiền thì là 230.000. Khá là ok. Tại vì nhìn cái chiếc quần này nhìn nó lạ ấy. Mình cũng chưa gặp local brand nào có chiếc quần màu như thế này. Rất là xinh. Mình rất là thích phối bạn này với áo crop top hoặc là áo phông dài rộng hẳn ra, nhìn style kiểu đường phố ấy. Đấy, xinh lắm mọi người. Và kiểu nhìn màu này nó nổi bật ấy, thì cái áo mình sẽ tiết chế màu lại một chút, như kiểu mình mặc màu be, màu đen, màu trắng, màu đỏ cùng với màu của cái quần, hoặc là màu xanh cùng với màu của cái quần này. Xinh lắm mọi người ơi. Mình rất là khuyên mọi người nên mua chiếc quần này nha. Vậy là mình đã vừa cho mọi người xem 18 món đồ mình mua trên Shopee quốc tế là từ Trung Quốc ship về đây. Và 18 món đồ này chỉ với giá khoảng tầm gần 3 triệu thì chia ra rất rất là rẻ thôi mọi người ạ. Bình thường gần 3 triệu thì mình mua chắc khoảng được tầm 5-6-7 món đồ gì đấy. Hoặc là có những cái váy mà mình mua đến 1 triệu rồi ấy, thì mình thấy là rất là ưng cái haul lần này. Chỉ có một số món đồ mình không thích lắm, còn đâu thì đa số là mình khá là thích. Không biết là mọi người nghĩ sao về cái haul lần này. Mình sẽ để tất cả link của những cái đồ mà mình mua ngày hôm nay ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo. Tại vì mình biết là kiểu gì mọi người cũng sẽ ưng được 1-2 món đồ, hoặc là ưng tất cả những cái món đồ ngày hôm nay mình mua, đúng không? Cảm ơn mọi người đã xem đến bây giờ của video. Không biết là video có bị quá dài không, nhưng mà cũng rất là vui khi mọi người xem đến đây. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye. Bye.